Thông tin từ VOV cho biết, phát biểu với báo chí, ông Vladislav Volosin, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết, Nga đang chuẩn bị mở đợt tấn công mới vào các khu vực tiền tuyến bị bao vây. Xuyên qua vùng Zaporizhia, vốn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động hậu cần của Kiev ở phía đông. Cụ thể, Nga đã tăng cường binh sĩ có khả năng đẩy mạnh các cuộc tấn công mới gần thành phố Orykiv của Zaporizhia và ngôi làng Trobotin đang bị bao vây trong vài ngày tới. Nếu đạt được bước đột phá, Moscow có thể khai hỏa vào các tuyến đường hậu cần nối Zaporizhia với phía đông Ukraine. Ông Vladislav Volosin cho biết khi được hỏi về những báo cáo cho rằng lực lượng Nga đang tập trung để đột phá theo hướng Odikip và Malatokmaika cách Zaporizhia khoảng 50 km về phía đông nam. Ông Vladislav Volosin nhấn mạnh quân đội Nga dường như đang cố cắt đứt huyết mạch hậu cần của chúng tôi bằng mọi giá. Quan chức này cho biết thêm, khu vực chiến đấu này khá phức tạp. Trước đó, chúng tôi đã báo cáo rằng các nhóm tấn công của Nga đang tập trung ở đây. Trong nhiều ngày, đối phương đã tiến hành các hoạt động chiếm giữ vị trí của chúng tôi. Tình hình liên tục thay đổi và tiền tuyến chuyển dịch theo hướng này hoặc hướng khác. Tuy vậy, lực lượng Nga đã không đạt được thành công đáng kể nào. Động thái trên diễn ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc chiến, khi cả Nga và Ukraine đều hướng đến việc củng cố vị thế của các bên trước khả năng diễn ra một cuộc đàm phán hòa bình. Trong những tháng gần đây, lực lượng Nga đã có những bước tiến ở phía đông Ukraine, đặc biệt là giành quyền kiểm soát thị trấn quan trọng Ukleda vào đầu tháng 10 năm 2024. Với lợi thế đáng kể về quân số và vũ khí, không có dấu hiệu cho thấy Nga bỏ mục tiêu chiếm thêm lãnh thổ Ukraine khi mùa đông đến gần. Tỉnh Zaporizhia ở phía đông nam Ukraine là một trong bốn tỉnh mà Nga tuyên bố đã sáp nhập vào tháng 9 năm 2022, mặc dù lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát khoảng một phần ba diện tích tỉnh này, trong đó có cả thủ phủ khu vực. Các chuyên gia cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu những động thái gần đây của Nga có báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc tấn công lớn vào vùng Zaporizhia hay không. Nhưng hoạt động như vậy khó có khả năng xảy ra trong tương lai gần vì Nga vẫn tập trung vào mặt trận ở phía đông. Ông John Hadie, phó giám đốc chương trình Nga tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ, nói với tờ Kyiv Independent rằng tôi không nghĩ Nga có đủ lực lượng để duy trì một cuộc tấn công như vậy trong khi vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự ở tỉnh Donetsk, nơi được cho là ưu tiên hàng đầu. Theo báo cáo của quân đội Ukraine, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công dọc theo biên giới giữa Donetsk và Zaporizhia và đạt được một số thành quả chiến thuật hạn chế trong những ngày gần đây. Ngày 14 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã chiếm được làng Levane ở vùng Zaporizhia, cách thành phố Zaporizhia khoảng 170 km. Khi được hỏi về điều này, ông Volosin cho biết tình hình đang thay đổi nhanh chóng, đồng thời lưu ý không bên nào có thể giành lại thế chủ động. Nhóm giám sát Dipset lưu ý, Levane đã nằm trong vùng xám, tính đến ngày 16 tháng 10. Các nguồn tin của Nga và Ukraine cũng đưa tin về những bước tiến của Nga về phía ngôi làng Novodarivka gần đó và ở khu vực phía tây nam Velika Novosinka. Trong hai ngày qua, lực lượng Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trên bộ gần Dobotine, Malatokmaika và novo Novodanilivka ở trung tâm của tỉnh Zaporizhia, nhưng vẫn chưa đạt được thành quả đáng kể. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK cho biết, khu vực này từng là trọng điểm của cuộc phản công mà Ukraine thực hiện ở phía Nam năm 2023. Kiev đã giành lại Robotine và một số khu định cư nhỏ khác nhưng không có bước đột phá lớn. Phía Nga tiếp tục tiến công vào khu vực Zaporizhia không phải là điều bất ngờ. Hồi tháng 9 vừa qua, quân đội Ukraine báo cáo Nga đang tập hợp lực lượng và thiết bị cho các hoạt động tấn công trong khu vực. Tuy nhiên, ông Volosin đánh giá Moscow chỉ tiến hành các cuộc tấn công nhỏ lẻ, còn để thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào Zaporizhia, họ sẽ cần lực lượng hùng hậu hơn. Ông Petro Andriushenko, cố vấn cho thị trường thành phố Mariupol do Nga kiểm soát, đã chia sẻ video cho thấy cảnh quân đội Nga chuyển số lượng lớn binh sĩ từ Novo Azov qua Mariupol đến quận Polohi, nằm gần tiên tuyến hơn ở phía đông Zaporizhia. Đồng thời, Nga cũng tăng cường các cuộc không kích vào Zaporizhia, phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Quân đội Nga bắt đầu sử dụng bom dẫn đường có sức công phá lớn tại Zaporizhia vào ngày 23 tháng 9. Trước đó, Moscow chỉ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Thống đốc tỉnh Zaporizhia, ông Ivan Fedorov cho biết bom dẫn đường do Nga phóng có thể bay đến thành phố trong vòng vài phút. Những quả bom này gần như không thể bị bắn hạ và Nga đang sản xuất một số lượng lớn. Mặc dù Ukraine liên tục cảnh báo nguy cơ Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào tất cả các khu vực của tiền tuyến, nhưng hành động của Nga ở Zaporizhia vẫn tương đối hạn chế, với trọng tâm chính vẫn là các khu vực do Ukraine nắm giữ ở Donetsk. Kiev Independent dẫn nhận định của một số chuyên gia nêu rõ, Nhà phân tích Emin Kasehenmi thuộc nhóm Blackbird có trụ sở tại Phần Lan đánh giá, ở Zaporizhia, Nga có thể đã đạt được một số lợi thế cục bộ, nhưng không có gì có thể thay đổi đáng kể tình hình chung trong khu vực. Nga tuyên bố chiếm được Levane, nhưng khu vực này có vẻ như không phải là một ngôi làng vì chỉ có một vài tòa nhà. Tòa nhà lớn nhất trong số này có thể dùng làm nơi trú ẩn cho xe cộ đã bị phá hủy thành từng mảnh. Để chiếm được Levanne, Nga chỉ cần tiến khoảng 3 km qua một vài cánh đồng. Theo chuyên gia Hadier, vẫn chưa rõ những bước tiến của Nga gần Levanne và novo có báo hiệu một chục tấn công liên tục ở khu vực đó hay không. Ông nói trước đây Nga đã tiến hành một số cuộc tấn công theo hướng Velika-Novosinka, chiếm Udozaine và saro vào mùa hè và không đạt thêm bất cứ thành quả nào nữa. Ông Hadia nhận định Nga hiện đang tấn công về phía Velika Novosinka từ khu vực Solotaniva gần Ukleda, Điều này phù hợp với nỗ lực lớn hơn của Nga nhằm đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi phía nam Donetsk. Còn chuyên gia Kastehenmi nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công trên bộ gần đây của Nga vào Zaporizhia được thực hiện với lực lượng tương đối hạn chế, cho thấy Moscow không chuyển hướng trọng tâm chính của họ. Ông nói thêm, có thể đó chỉ là quyết định của các chỉ huy Nga tại địa phương với những nguồn lực lớn mà Moscow đã triển khai để chống lại cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào tỉnh Kursk, miền Tây nước Nga. Nhà phân tích quốc phòng Kodrat Muzika nhận định quân đội Nga không có khả năng tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn ở Zaporizhia. Theo ông, đây có thể là chiêu bài của Nga để khiến lực lượng Ukraine bị đánh lừa rằng Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn hơn buộc Ukraine phải phân tán lực lượng và triển khai lực lượng dự bị bảo vệ Zaporizhia. ISW cũng đưa ra quan điểm tương tự trong báo cáo đánh giá tình hình chiến sự, nhấn mạnh rằng họ không thấy Nga tập hợp đủ nhân lực và nguồn lực cần thiết cho một cuộc tấn công lớn vào Zaporizhia như những gì đang diễn ra ở miền đông Ukraine. Báo cáo cho biết, Nga đã tái triển khai các lực lượng ở khu vực biên giới Donetsk, Zaporizhia và nhiều nơi khác ở miền nam Ukraine để ứng phó với cuộc tấn công của Kiev vào tỉnh Kursk. Theo ISV, hoạt động điều động quân ở những khu vực ít giao tranh ở mặt trận miền Nam Ukraine có thể là nỗ lực nhằm chuyển hướng sự chú ý của Ukraine khỏi các cuộc tấn công ưu tiên của Nga tại tỉnh Donetsk và khiến Kiev phải phân tán lực lượng. Theo báo Dân Việt đưa tin, lực lượng vũ trang Nga đã cho nổ tung các cây cầu ở quận Sút Ra thuộc vùng Kursk của Nga nhằm làm gián đoạn quá trình luân chuyển và hậu cần của quân đội Ukraine. Những cây cầu đã bị phá hủy gần làng Makhnovka, nơi quân đội Nga đang tiến hành một cuộc phản công tích cực. Bằng cách cho nổ tung các cây cầu, quân Nga đã tước đi khả năng liên lạc ổn định giữa các đơn vị của Ukraine. Lực lượng vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công toàn diện chống lại Ukraine ở khu vực biên giới của vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 15 đơn vị của quân đội Ukraine đã bị ảnh hưởng. Sau cuộc tấn công toàn diện, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 200 người. Blogger người Ukraine Anatoly Sari cho biết các đơn vị Ukraine xâm chiếm khu vực Kursk của Nga đang chuẩn bị rút lui. Blogger này cho biết các đơn vị Ukraine ở khu vực Kursk đã nhận được lệnh sẵn sàng rút lui về lãnh thổ Ukraine. Lực lượng vũ trang Nga tiến quân nhanh chóng và thường xuyên giành lại các khu định cư bị chiếm đóng ở Kursk. Lực lượng Ukraine gần như bị bao vây hoàn toàn. Bộ chỉ huy Ukraine không còn khả năng tiếp tế cho một số đơn vị của mình gần Kursk và các binh sĩ Ukraine chỉ có thể vượt qua vòng vây theo nhóm nhỏ vào ban đêm. Bộ Quốc phòng Nga hôm 14 tháng 10 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, tổn thất của quân đội Ukraine ở Kursk lên tới hơn 200 người, khoảng chục xe chiến đấu, trong đó có một xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất cùng với ít nhất một lính Mỹ. Theo con số của phía Nga, trong cuộc giao tranh trên hướng Kursk, Ukraine đã tổn thất hơn 23.150 quân nhân, hàng trăm xe chiến đấu và vũ khí khác. Nhiều chuyên gia cũng như các chính chủ phương Tây nhìn nhận rằng cuộc tấn công xâm nhập của Ukraine ở Kursk đã không đạt được hiệu quả như nước này mong muốn, là khiến Nga phải rút quân từ miền đông Ukraine về bảo vệ Kursk và tăng vị thế cho Kiev nếu đàm phán diễn ra. Theo hệ thống tình báo nguồn mở Deepset, quân đội Nga đã tiến sâu vào Torres, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine và là mục tiêu chiến thuật chính của Moscow ở khu vực Donetsk. Một chuyên gia quân sự nói với hãng tin TSN của Ukraine rằng nếu Torres thất thủ, Moscow sẽ tiếp tục nhằm mục tiêu vào Kostyan một trong những mục tiêu chiến lược của Nga trong kế hoạch giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk. Deepset sử dụng hình ảnh vệ tinh, đã xác nhận sự hiện diện của quân đội Nga ở vùng ngoại ô phía đông nam của thành phố Torres với diện tích do Moscow kiểm soát đã tăng thêm vài chục dãy nhà. Nga cũng đã tiến hành ba cuộc không kích vào Chebinipka một khu định cư nông thôn ngay phía tây Torres, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Hôm 11 tháng 10, một quan chức địa phương ở Torres xác nhận với Reuters rằng Nga đã kiểm soát một nửa thành phố và tiến vào gần khu vực trung tâm. Torres nằm cách thành phố Donetsk, thu phủ tỉnh Donetsk 40 km về phía bắc và cách Chasipya 22 km về phía nam với một con đường chính chạy qua chính thành phố. Chasipya, một mục tiêu chiến lược của Nga, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, dù giao tranh đang diễn ra dữ dội trong bối cảnh Kiev vẫn đang nỗ lực đẩy lùi các đợt tấn công quyết liệt của Moscow. Chuyên gia quân sự chính trị Dmitry Snehyov từng nói với kênh truyền hình Freedom rằng Torres nằm trên những cao điểm chiến lược cũng như Chasipya, nơi đây cũng đóng vai trò là trung tâm hậu cần cho lực lượng Ukraine. Giành được Torres, Nga cũng sẽ giúp kiểm soát được các tuyến đường hậu cần, kết nối hậu phương hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine với khu vực chiến đấu, ông Snehyov cho biết thêm. Nga đã đạt được những bước tiến liên tục ở mặt trận phía đông Ukraine trong những tháng gần đây, giành được Vuleda, một trung tâm hậu cần quan trọng khác và là thành trì chi chiến thuật trong khu vực sau khi quân Ukraine rút lui vào ngày 1 tháng 10 Lực lượng tiên tuyến của Ukraine sau đó nói với Kajipos rằng chiến thuật tấn công siết cọng kìm của Nga và việc Ukraine thiếu quân tiếp viện là nguyên nhân dẫn đến vụ Lê Đa thất thủ. Nga cũng đã tăng cường các cuộc tấn công vào Pokrovsk là một thành phố quan trọng khác của Ukraine, mặc dù quân đội Ukraine vẫn kiểm soát được khu vực này trước các cuộc tấn công liên tục của Moscow. Sau gần ba năm kể từ khi chiến sự bùng phát, Nga đã kiểm soát được hầu hết khu vực Lugansk, Donbass, gồm Lugansk và Donetsk, là trung tâm công nghiệp nặng quan trọng hàng đầu của Kiev, từng đóng góp phần quan trọng vào nền kinh tế của Ukraine. Nga được cho là đang đẩy nhanh tốc độ tiến công vào Donetsk nhằm đẩy Ukraine khỏi khu vực, tận dụng thời điểm mùa thu và mùa đông chưa đến khi thời tiết và địa hình vẫn còn thuận lợi để tác chiến. Ngoài ra, giới quan sát nhận định, Moscow đẩy nhanh các mũi tấn công vào khắp các điểm nóng trên Donetsk nhằm tận dụng việc Ukraine đang dồn lực lượng ở Kursk thuộc lãnh thổ Nga tấn công cùng lúc vào nhiều khu vực chiến lược nga buộc ukraine phải gian mỏng và kéo căng lực lượng khiến kiev đối mặt với tình trạng vừa thiếu nhân lực vừa thiếu đạn dược để chống đỡ